cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc nhá. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe nhá. Công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi, phát tài và may mắn nhá anh em nhá. Thực sự là mấy ngày hôm nay rất có duyên với các anh em ở Sầm Sơn Thanh Hóa, Tĩnh Gia Thanh Hóa. Từ đầu tháng đến bây giờ bán rất nhiều máy về Sầm Sơn với Tĩnh Gia rồi. Thì hôm qua vừa bán một con Isuzu 4KH cho bác Đường ở cũng là Sầm Sơn, thì hôm nay anh Nho cũng là Sầm Sơn ra mua con máy 4102 ở cơ sở em về chạy cái gì nhá anh à? Về làm máy đi biển nhá anh em nhá. Máy này thì nó dòng máy này anh em, cái dòng máy 4102 không turbo này anh em hút cát thì rất là chuộng cái dòng máy này anh em ạ, rất là chuộng cái dòng máy này luôn. Dòng máy này nó rất là phổ biến ở trên con xe 3,5 tấn với 4,75 tấn của chiến thắng Kiều Long các thứ anh em ạ. Máy này máy bãi nhá, thì theo nguyên tắc quy trình em sẽ vẫn giới thiệu qua vòng tua và mã lực của con máy này. Con máy này là và lòng của nó là 1,02 tấc, vòng tua của nó là 3,200 đến 3,400 đấy, và là mã lực của nó là khoảng 90 đến 100 mbps đấy nhở, 100 bao nhiêu gì máy 75 rồi á, đây là có 75 rồi à, 70 kW nhân 1,36 ra chẳng ra là ấy à, 90 95 PS à, 90 95 PS anh em ạ. Cái này là máy máy bãi nha anh em nhá, chưa rửa kỹ đâu. Đây anh em đang kiểm tra đồ đạc để trước khi lổ ấy. Đây, con này nó đẹp ở đâu cho tí nước vào cũng được. Nó đẹp ở đâu sẽ quay cho anh em cùng xem. À đây, bơm kim cái thứ này vẫn còn 7 màu luôn nhá, trắng tinh này, bơm với dây co dầu 7 màu rực rỡ, đẹp rực rỡ luôn. Máy này không turbo đời nó cũng sâu sâu rồi, nhưng hình thức mà để một con máy 4102 mà được hình thức như này là quá chất rồi đấy anh em ạ. Con này là nó có cái bu gà này luôn này, về anh em rất là tiện dùng này, có một đời không có bu gà nữa và một đời lắp co nhôm nữa. Đây, đẹp rực rỡ. Sang cái phần bên này nhá. Rồi, hai bên giày lốc này, cái này rửa có thời gian rửa đi thì đẹp. Đấy, quá đẹp. Giờ sẽ cho anh em thợ test lỗ để cho anh Nho ở Sầm Sơn Thanh Hóa kiểm tra chất lượng nhá. Rồi, cho ra đây để lỗ. Chuẩn bị khai hỏa lỗ đi. Máy bay nghe hơi khác này anh ạ. Hơi quá khỏe luôn. Không có một tí khói nào luôn này. Bỏ mát ra rồi. Không khó nhá. Lấy quả đấy, cẩn thận, lấy quả nó quay vào. Quá khỏe. Khỏe thật. Không khói, không đổ hơi nhá. Hút rẻ rồi. Hút rẻ rồi. Dính ở đây. Không sợ nó vào trong này. Đấy, nó lăn đây đúng không? Lăn đây rồi. Hơi rít khỏe quá. Rít rít cả cái khói, cái rẻ vào rồi anh em ơi. Sao không? Rẻ. Rẻ. Rút mẹ vào trong này. Đây này, rút vào đi. Cái tay thật không? Ừ, khỏe nhỉ. Xong, không rồi. Sao? Rồi. Không. Gì? Rút từ từ lựa ra đây là được. Vần máy là được à? Lấy cái rẻ ra đó nhá anh em nhá. Lấy cái rẻ ra đó. Hả? Cái đấy nó phải ra rồi anh.
cái gì? Cái chỗ này đây á. Mẹ đó. Cái nhớt thừa chắc là cho nhiều nhớt quá ấy. Nó thổi ra hôi hôi, anh cứ ca mạnh như thế mẹ. Hôi nhiều nhớt kì. Có nhiều nhớt thì nó thổi ra. Cái đấy là anh bệt vào được phải không? Chắc từ trước đến bây giờ là em bán con máy này là con máy cảm thấy nó khó khăn nhất đấy anh em ạ. Nhiều nhất. Sợ thật thì chưa thấy ông nào kỹ như mấy sếp này à. Sợ thật. Mua con máy mất cả buổi sáng ấy anh em ạ. Vừa rồi em vừa test nổ xong con máy 4102 cho anh Nho ở Sầm Sơn Thanh Hóa đã xong nhá. Chưa gặp một ông nào mua máy kỹ như hai mấy anh này anh em ạ. Ga. Em thăm nhiều mà. Thấy chưa? Chưa giờ luôn anh em ạ. Kỹ thật. Từ sáng bây giờ mới xong được con máy. Thôi chấp nhận thôi, chiều khách thì làm nào được. Em sẽ đăng video lên kênh bán hàng, nếu mà anh em có xem được thì mong anh em hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận. Và chất lượng tiếng nổ của con máy này nhá anh em nhá. Trước hết là cẩu con máy kia lên trước đi. Cẩu con máy zoom lên trước tí ơi. Không, cứ xếp vào trong đấy luôn, nó cẩu trong đấy luôn. Cẩu luôn. Nếu mà anh em nào có nhu cầu về cái dòng máy này thì alo cho em nhé. Lúc nào ở cơ sở em cũng rất là nhiều hàng để phục vụ, đón chờ để được phục vụ cho tất cả các anh em quý khách nhá anh em nhá. Một con hàng siêu VIP, không có một tí khói, không có một tí đổ hơi nào luôn nhá. Quá đỉnh luôn. Con này lên trước. Con này từ đã à, tháo dầu ấy. Và em nếu mà cái video anh em xem được ấy, nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm mà anh em đang muốn tìm kiếm ấy, thì anh em hãy ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn hình điện thoại hoặc là góc màn hình tivi của mọi người, vào cái phần mềm YouTube, TikTok, Google tìm kiếm là động cơ ô tô Thịnh nhá, và cho nó sẽ ra đầy đủ bốn cái cơ sở của em, có đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải, từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn, các loại xe thùng, xe ben, xe đầu kéo, máy múc, máy đào, máy công trình, máy tàu thuyền ra biển đánh cá, máy hút cát, máy gặt, bơm máy gặt, cầu nhỏ, cầu to, các loại số nhỏ, số to nhá, không thiếu một loại nào hết anh em nhá. Tất cả đều là hàng nghĩa địa, đẹp hết, giá cả hợp lý nhất cho tất cả mọi người. Và đặc biệt là nếu mà máy móc của anh em ấy nó hỏng hóc chưa nhiều, anh em chưa cần phải thay máy ấy, thì anh em có thể mua đồ vặt gì đấy, mua lốc, trục, bơm, kim, turbo, tất cả miễn là liên quan đến động cơ của anh em chỉ cần chụp ảnh gửi qua Zalo cho em là được, kẻ mua một con ốc em cũng bán. Vì trong những ngày qua em bán được rất là nhiều đơn đồ vặt gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn. Không ngờ cái nhu cầu của anh em lại lớn như thế. Vì có nhiều anh em người ta bảo là em không biết chỗ mua hàng, mà chỗ em mua đồ mới có những cái cửa hàng người ta không có đủ đồ, mà không biết chỗ mua, không mua được. Có những cái những hỏng hóc, những cái mà nếu mà không có cái đấy thì máy nó không chạy được. Thì anh em bảo thôi giúp em. Thực sự là nói ra là nếu mà không biết chỗ mua thì cũng mà nói ra là chỉ có bên cơ sở em ạ. Ngày em phá đồ cồ các nhiều, phá đồ phá máy nhiều thì mới có đủ đồ thôi. Anh em cứ cần chụp ảnh gửi qua Zalo cho em là em đều có thể tháo ra bán cho mọi người. Bán cái đồ này nó không được bao nhiêu đâu anh em ạ. Quan trọng là mình giúp đỡ được các anh em thôi. Vì nhiều khi á, nhiều khi các anh em mua đồ vặt thì sau này người ta mua máy á, thì anh em sẽ giới thiệu bạn bè mua máy cho mình. Vì mình bán được những đồ vặt này thì sẽ có nhiều người biết đến cơ sở của mình, thì chắc chắn là nhiều người biết đến thì sẽ khi anh em cần thì anh em sẽ ủng hộ thôi anh em ạ. Và em cũng xin lưu ý là nếu mà anh em có mua hàng ở trên mạng ấy, mọi người phải tìm hiểu thật kỹ xem cái cơ sở mình đặt tiền mua hàng, người gặp từng người ta có làm ăn uy tín hay không nhá, người ta có cơ sở nào hàng hay không nhá, để tránh trường hợp rất là nhiều anh em có điện cho em và hỏi là có biết người này người kia hay không. Mua máy của người ta chụp ảnh cho em một con máy rất là đẹp, mà khi gửi vào là một con máy rất là xấu. Em không lấy thì mất tiền cọc, mà lấy vào thì ôm phải con máy rất là xấu. Vì thế mà bây giờ em về không dùng được là 5-3 ngày em gửi máy ra giả cho người ta. Thì bây giờ người ta hẹn 5 ngày, 10 ngày là giả lại tiền, mà bây giờ đến 5 tháng, 2-3 tháng người ta không giả lại tiền. Bây giờ em muốn ra ngoài đấy đòi tiền, em bảo là anh ra cũng được, em chỉ chỗ cho người anh. Nhưng bây giờ anh mà ra thì chứ người ta bảo không có tiền thì mình không thể đòi được.
không thể ăn thịt được. Người ta bảo chờ 50 ngày có ở 50 ngày đấy đòi để chờ lấy tiền được của người ta không anh em. Vì thế mà ở video lại em cũng nhắc nhở phải tìm hiểu thật kỹ, phải lưu ý tìm hiểu thật kỹ nhá, để tránh những trường hợp như thế ra. Em không được cái gì cả mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến công việc buôn bán của em thì em mới nói ra anh em. Ở video nào em cũng phải nói. Vì những cái chuyện như thế xảy ra anh em sẽ mất lòng tin vào những người bán hàng trên mạng. Mà mất lòng tin vào những người bán hàng trên mạng thì em là người bán hàng trên mạng thì chắc chắn là em sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp rồi anh em ạ. Ảnh hưởng trực tiếp rồi anh em ạ. Vì thế mà em phải nói rất là nhiều. Không muốn ai rơi vào những trường hợp như thế vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến em. Thôi một lần nữa xin kê sẽ kê. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em. Tất cả các anh em đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ nhá. Cảm ơn anh Nho đã ra cơ sở ủng hộ con máy. Chúc cho ông anh về dùng thật bền, dùng thật tốt nhá. Xin chân thành cảm ơn mọi người nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhá. Đây.